Mọi người, hôm nay sáng nay mình đi ra thăm đồng sau một cơn mưa một tối, xem cái lúa tóc thế nào. Đồng toàn thấy lúa nó nằm sập dài hết rồi. Chỉ đã mưa hồi tối thôi mà bây giờ lúa nó thành ra vậy đó mọi người. Miếng bên kia, miếng bên này, miếng bên này nó sập nhiều hơn nữa. Ngày mai mốt mà cắt nó vô cắt thì nó hao hụt nhiều, rụng đổ cũng nhiều luôn. Lúa thì năm nay thì nó rẻ, một kiểu này thì chắc thật rồi. Để mình đi dài lên vòng qua rồi để cho mọi người cùng xem. Mấy mẫu cặp bên cũng vậy nè mọi người, miếng này thì nó cũng nằm sát luôn. Lúa nằm sát đó kia đó thì còn gì đây. Vốn đầu tư vào ruộng thì chi phí năm nay cũng hơi nặng nha mọi người. Phân thuốc đồ mắc. Lúa thì nó kiểu này thì coi như là buồn thiệt. Người nông dân làm thì cực khổ mà cũng không có lời. Đó, chờ đợi nó chuyển mưa nữa đó nha mọi người. Biết nó mưa tới cỡ nào ở đây. Ta bóp nước ra khô kiểu này thì mưa nữa thì bỏ công nữa rồi. Cá rô tôm tít rô con cũng nhiều quá nè.
Mình xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Trời cũng sắp mưa nó rồi, thôi mình đi vô nhà rồi. Để mưa xuống nó ướt hết. Thôi xin chào mọi người, hẹn mọi người gặp lại ở clip sau.